kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, trong những thành cổ qua các triều đại phong kiến ở Việt Nam, thành cổ Quảng Trị được nhắc đến nhiều nhất dù không phải là một kiến trúc đặc biệt. Nơi đây đã ghi dấu một trận chiến oai hùng của quân và dân ta, trở thành khúc tráng ca bất tử trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Cuốn sách Khúc tráng ca thành cổ của tác giả Đình Phan, nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành, đã tái hiện ký ức khốc liệt một thời rực lửa và khí phách quật cường của dân tộc qua một số chân dung của cá nhân, tập thể anh hùng, liệt sĩ trong trận chiến đấu có 102 trong lịch sử. Sách đưa chúng ta trở về với một địa chỉ đỏ mà các bạn trẻ hôm nay cần phải trân trọng và ghi nhớ: thành cổ Quảng Trị. Nằm cách sông Thạch Hãn về phía nam 500 mét là thành cổ Quảng Trị, mảnh đất huyền thoại anh hùng đã đi vào lịch sử như một di tích kiêu hùng của chiến tranh, một thành trì vững chắc tượng trưng cho lòng quả cảm và đức hy sinh tuyệt vời của một dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ tổ quốc. Nơi đây được xem là chiến trường khốc liệt năm xưa, nơi diễn ra cuộc đấu tranh sinh tử giữa ta và địch, nơi kẻ thù mệnh danh là cái cối xay thịt, và chúng đã đổ vào đây không biết bao nhiêu tấn bom đạn, hồng lấy thịt đè người, bẻ gãy ý chí và lòng kiên cường của quân và dân ta. Thế nhưng, bom đạn kẻ thù không sờn lòng các chiến sĩ anh hùng, không dập tắt được khát vọng tự do độc lập của cả một thế hệ ưu tú đại diện cho đất nước. Hầu hết, họ còn rất trẻ, trong đó có rất nhiều sinh viên của các trường đại học ở Hà Nội đã xếp bút nghiêng lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã anh dũng bám trụ để giành giật từng tấc đất trong thành cổ. Máu của các anh đã đổ xuống tô thắm cho trang sử vẻ vang của dân tộc để xanh ngời cỏ non thành cổ hôm nay. Mảnh đất thiêng liêng này mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một khúc hào hùng về một thời hào hoa rực lửa của dân tộc, một thời đại mà lý tưởng sống của thanh niên là được cống hiến cho Tổ quốc. Họ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, cùng với biết bao vùng đất quả cảm kiên cường của đất nước, vùng đất Quảng Trị anh hùng đã đi vào huyền thoại và làm minh chứng hùng hồn cho đỉnh cao khí phách và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Thành cổ Quảng Trị nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Từ năm 1809 đến năm 1945, đây là trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự quan trọng của tỉnh Quảng Trị, là tiền đồn bảo vệ kinh đô Phú Xuân từ phía Bắc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève năm 1954 đã chia đất nước thành hai miền Nam Bắc tại vị tuyến 17 thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là tuyến lửa của cuộc trường chinh vĩ đại giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đầu năm 1972, quân giải phóng miền Nam Việt Nam mở chiến dịch Xuân Hè 1972, thực hiện tấn công chiến lược trên toàn miền Nam, trong đó mặt trận Trị Thiên, Quảng Trị, Thừa Thiên là hướng tấn công chủ yếu. Đến tháng 5 năm 1972, quân ta đã chiếm được toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Giữa tháng 6 năm 1972, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phản công, hồng chiếm lại Quảng Trị. Một trong những điểm tấn công có ý nghĩa chiến lược là khu vực thành cổ. Đây chính là trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là mùa hè đỏ lửa, với sự huy động hỏa lực lớn chưa từng có. Trong 81 ngày đêm, từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Để hậu thuẫn cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đã huy động máy bay B-52 ném bom cùng pháo hạm bắn phá thị xã Quảng Trị và thành cổ. Trong 81 ngày đêm, ngôi thành cổ diện tích chỉ vài km vuông phải hứng chịu 328.000 tấn bom và đạn pháo, sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tính trung bình, mỗi chiến sĩ ta phải hứng chịu 100 quả bom, 200 đạn pháo. Bom đạn đã phá hủy hoàn toàn thị xã Quảng Trị. Thành cổ cũng bị phá nát hoàn toàn. Hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt này.
Để giữ trận địa, quân giải phóng đã liên tục bổ sung quân số, và dòng sông Thạch Hãn cũng trở thành túi hứng bom đạn. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh trong lúc vượt sông vào thành cổ. Ngày 16 tháng 9 năm 1972, quân ta chủ động rút khỏi thành cổ sau khi đã gây tổn thất nặng nề cho địch. Trong 81 ngày đêm, thành cổ Quảng Trị liên tục được nhắc đến trong bản tin thời sự của các hãng thông tấn lớn trên thế giới, gây chấn động nước Mỹ và dư luận quốc tế, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris với các điều khoản có lợi cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị đã trở thành khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Kết quả của chiến dịch đã làm thay đổi cục diện chiến trường, tạo thế và lực mới cho quân ta, góp phần quan trọng dẫn đến thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quảng Trị đã từng kiên cường bất khuất trong những năm tháng máu lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã từng gồng mình lên trong bão lũ, thiên tai nghiệt ngã và chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn, thử thách. Một vùng đất đầy cam go gian khổ như Quảng Trị, mỗi khi nhắc đến, bất cứ một người dân yêu nước nào cũng thương cảm, tự hào và thấy phải có trách nhiệm góp phần xây dựng địa phương này ngày càng giàu đẹp, đồng thời quan tâm chăm sóc chu đáo hơn những đối tượng chính sách, những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung của dân tộc ta. Cuộc chiến đấu anh hùng trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị kết thúc bằng thất bại của một đội quân xâm lược đông hơn 5 vạn tên, với sự dư thừa vũ khí hiện đại, một lần nữa làm sáng ngời chân lý. Kẻ thù có máy bay, xe tăng, tàu chiến, súng nhỏ, súng to, tối tân đến đâu cũng phải khuất phục trước những con người có ý chí kiên cường, một lòng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thành cổ cùng với thị xã Quảng Trị đã được nhà nước ta tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để lập nên những chiến công vang dội đó, nơi đây đã thấm đẫm máu của 18.000 cán bộ chiến sĩ đồng bào Quảng Trị và cả nước. Dưới lớp cỏ non thành cổ, ngã ba Long Hưng được gọi là ngã ba bom, ngã ba lửa, dòng sông Thạch Hãn. Bao nhiêu người con yêu nước đã mãi mãi nằm lại. Đời đời con cháu luôn tưởng nhớ một thời máu lửa, một thời quách liệt, hào hùng mà cha anh đã làm tất cả để đánh đuổi giặc ngoại xâm, đem lại cuộc sống hòa bình tươi đẹp như hôm nay. Tổ quốc và nhân dân đang ghi công và tri ân các anh hùng liệt sĩ nơi đây. Sống trong cuộc sống, trong tự do, hạnh phúc hôm nay, chúng ta mới thấu hiểu hết những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, sự mất mát đến tột cùng của những người mẹ, người anh, người chị, người con, có người thân mãi mãi không trở về sau những ngày tan tiếng súng. Người và đất thị xã Quảng Trị luôn tự hào về chiến công 81 ngày đêm bất tử, chốt giữ thành cổ, càng không quên nỗi đau mất mát hy sinh của đồng bào cả nước vì Quảng Trị thân yêu. Nhân dân thị xã Quảng Trị luôn cắt cốt ghi tâm và nâng niu từng nắm đất của quê mình, nơi mà từng tấc đất đều thấm đẫm máu đào của các anh hùng liệt sĩ. Đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn, một truyền thống đạo đức quý báu, một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Các thế hệ hôm nay và mai sau vẫn phải tiếp tục tìm hiểu, ghi lại những hồi ức, những kỷ niệm không chỉ là dấu ấn của quá khứ chiến tranh khốc liệt, mà qua đó còn cảm nhận được sự kỳ diệu của chiến thắng, sự kỳ diệu của một đất nước đấu tranh vì chính nghĩa. Hơn nữa, những việc làm này còn góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng đối với thế hệ trẻ, đồng thời là niềm tự hào của quân và dân ta đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Quảng Trị trong chiến dịch 81 ngày đêm năm 1972. Với ý nghĩa đó, tác giả Đình Phan đã viết khúc tráng ca thành cổ, mong muốn được tái hiện phần nào khí phách quật cường của một số cá nhân, tập thể anh hùng và liệt sĩ trong trận chiến đấu có 102 trong lịch sử dân tộc, sự cảm phục và tự hào về một trang lịch sử hào hùng và chói lọi của cha anh ta, của một thế hệ tài hoa ra trận và vĩnh viễn nằm xuống để bảo vệ mảnh đất thân yêu của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.